Không phải nhị gia, không phải nói mang thịt về sao? Ăn, 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 ngày nào người cũng chỉ biết ăn. Nếu có thể đối phó với Chu Đại Hải, còn cần ta ở đây, mỗi ngày trộm thịt về không? Đó là bởi vì cháu không thích anh ấy. Nếu muốn, cháu đã dùng ngón nghề của mình để chiếm lấy anh ấy rồi. Ngươi vẫn còn kén chọn à? Vợ người ta đã tìm tới cửa nhà ngươi rồi kìa. Vậy, cháu phải làm sao đây dì hai? Ngươi nghe lời ta, ăn mặc thật đẹp, ngày mai đi giao đồ ăn cho Chu Đại Hải, một đòn hạ gục hắn. Tự nhiên cảm thấy mình thật đẹp. Cây lau nhà này làm tóc giả rất thích hợp. Này, cái này tốt, cái này tốt. Lát nữa ta sẽ đi lấy cho Chu Đại Hải. Bạn đang xem kênh Major Game Zzzz.